Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Hồng Duy, Văn Thanh chính thức gia nhập Nam Định FC. Sau thời gian dài đàm phán, câu lạc bộ Nam Định đã có được chữ ký của bộ đôi Văn Thanh và Hồng Duy. Mùa giải 2022 khép lại cũng là lúc nhiều ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai hết hợp đồng với đội bóng phố núi. Kể từ mùa tới, người hâm mộ nhiều khả năng sẽ không còn được chứng kiến những cái tên quen thuộc như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh chung một màu áo. Hồng Duy và Văn Thanh đều đạt được thỏa thuận chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định từ mùa giải 2023. Bản hợp đồng của bộ đôi này có thời hạn 3 năm và số tiền lót tay rất lớn. Để chiêu mộ được Văn Thanh, Hồng Duy, Nam Định phải cạnh tranh với nhiều câu lạc bộ khác. Nguyễn Phong, Hồng Duy hết hợp đồng với đội bóng phố núi sau mùa giải V-League 2022. Trong khi đó, Văn Thanh được bầu Đức cho phép rời Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ này quyết định tìm bến đỗ mới rồi chọn đội bóng Thành Nam làm điểm đến. Với sự đầu tư mạnh mẽ của nhà tài trợ mới, câu lạc bộ Nam Định đã tham gia tích cực vào thị trường chuyển nhượng để nâng cấp đội hình, hướng tới thành tích cao tại V-League 2023. Mới đây, đội chủ sân Thiên Trường đã thông báo chiêu mộ thành công thủ thành Nguyễn Mạnh, giá trị hợp đồng được hai bên giữ kín. Nhưng theo nhiều nguồn tin, thủ thành người Nghệ An ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới và mỗi năm bỏ túi khoản tiền lót tay vào khoảng 1,5 tỷ đồng trên một mùa. Sắp tới còn có nhiều cái tên nổi bật khác sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Nam Định là Văn Khánh Sông Lam Nghệ An, Trọng Đại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khắc Ngọc Viettel, Henrio Bình Định. Nhiều trụ cột của đội bóng Thành Nam cũng đã được ban lãnh đạo xem xét gia hạn hợp đồng. Đồng thời, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng chia tay hàng loạt công thần từng cùng đội bóng này trụ hạng như Vũ Thế Vương, Nguyễn Hữu Định, Phan Văn Hiếu, Phạm Mạnh Hùng hay Đinh Xuân Việt. Hoàng Minh Tuấn, Trần Mạnh Cường quyết định trở lại thi đấu cho đội chủ sân Thiên Trường sau vài năm xa cách. Trước đó, đội bóng Thành Nam đã chia tay bộ ba ngoại binh là Rodrigo, Alisson hay Mansaray và ký hợp đồng với tiền đạo Việt Kiều Alexandre Đặng, chân sút 32 đang chơi bóng ở Na Uy. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!